Xin chào mọi người, nhất là những người anh, người chị sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân. Đã trải qua 6 tháng đầu năm đối với những người tuổi Mậu Thân. Không phải, là đúng ra là em đã làm cái vận hạn của 6 tháng đầu năm và cái tử vi cả năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Đây là video tiếp theo em làm về vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Thì các anh các chị thì có sao hạn của năm nay tương đối là không may mắn, đó là nam thì dưỡng sao con hớn với rối rắm và nặng tay, còn nữ thì dưỡng sao la hầu hao tốn và rối rắm. Thì thật sự ra mà nói, sao la hầu mà đối với cái người mà mạnh, đối với cái người nữ mạng á, thì nó chỉ có tác dụng xấu 50% thôi, nhưng mà nội mà xấu 50% là thấy muốn lên bờ xuống ruộng rồi, huống hồ là có cái nhiều cái điều khác nữa. Thì vận niên của cả hai á, thì đều là vận niên mãn ngộ đau, tức là ngựa trúng thương, là không có tốt lành. Với cái hạng nữ thì là Diêm Vương và nam là Thiên La. Thì em đã có trình bày cái việc này ở trong cái clip mà tử vi của năm 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm. Thì bây giờ em chỉ tập trung vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị mà thôi. Thì như đã biết á, thì năm nay tháng 7 âm lịch, tức là nó bắt đầu vào khoảng ngày 13, 14 gì đó tháng 8 năm dương lịch năm 2018, thì nó là một cái tháng cách thân, tức là tháng thân luôn đó, tháng tuổi của các anh các chị, nhưng mà nó là canh. Thì tháng này là tháng mộc. Đối với một người mà mệnh thổ gặp tháng mộc, tức là mộc khắc thổ, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Vốn dĩ là các anh các chị là bị cả năm rồi, năm mộc, năm nay là năm mộc mà bình địa mộc nó khắc mạng. Tuy nhiên và năm mà năm nay là các căn mộc nó thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa vượng thì sinh thổ, cho nên là dù là các anh các chị rơi vào cái năm mộc gọi là bị khắc mạng, nhưng mà thực chất là bổn mạng không có vấn đề, chứ không phải là cứ mình mạng mộc và chơi vô năm thổ là ấy, không, năm thổ mà nó là hành thổ, năm mộc mà nó là mộc nhiều thì chúng ta sợ. Nhưng còn hôm nay là can mộc nó thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên là hỏa vượng thì sẽ rất là dễ sinh thổ, cho nên là dù là các anh các chị có sao hạn không được tốt đẹp cho lắm, một người nam thì vân hớn, nữ thì la hầu, nhưng mà tiền tài thì không có quá khó khăn, dễ sinh. Thì như vậy ha, trở lại là tháng 7 là chúng ta là bị mộc khắc thổ, cho nên là bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can chữ canh, chữ mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ canh thì thuộc kim, chữ mậu của các anh các chị thì thuộc thổ, cho nên còn có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương hợp mậu thổ, mậu thổ sinh cho canh kim, thổ sinh kim, nó nằm ở trong một cái tương hợp, không phải là sinh xuất nha, tại vì về thiên can thì nó chỉ có hợp nhau hoặc là khác nhau thôi, chứ không có nạp âm ngũ hành thì không có tương sinh đâu. Thì cho nên là ok, rất là tốt, có thể sinh tài lộc. Chữ thân với thân ấy, thì người ta nói là có những cái tuổi hai cái con cùng ở với nhau ấy, thì nó không tạo nên bề dục, nhưng mà khỉ thì thở nguyên bầy được, cho nên là gặp tháng thân luôn thì không đến nỗi xấu xa. Người ta còn gọi là tự chủ bình hòa, không có việc gì đâu, không có xung khắc của gia đạo. Tuy nhiên là với cái tháng 7 này thì các anh các chị cần cẩn thận về bổn mạng, do là mộc nó khắc thổ, mà bản thân năm nay là bình địa mộc, dù là nó có thuộc dương hành hỏa vượng đi nữa thì cái chuyện đó nó tính sau, nhưng mà mộc nó khắc thổ của chúng ta thì gặp tháng này thì là cần cẩn thận. Như vậy là tháng 7 tuy là tháng tuổi nhưng không quá khó khăn đối với các anh các chị, chủ yếu là phần bệnh và bổn mạng cần để ý. Tiếp đến đó là tháng 8, tức là tháng trung thu của người Việt Nam, là tháng này là tháng Tân Dậu, và tháng này là một tháng mộc. Như vậy thì nó cũng giống như trên, mộc khắc thổ, cho nên là bổn mạng sức khỏe cần để ý. Thiên can chữ tân với chữ mậu thì cũng giống như cái thiên can ở trên, không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tức là công việc không có vấn đề, thậm chí là nó cũng giống cái chữ
Tân với lại chữ Canh là thuộc hành Kim, chữ Mậu thì thuộc hành Thổ. Như vậy là nó vẫn nằm trong cái vòng tương sinh Thổ Kim, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao. Thiên can chữ Thân với Dậu là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Thân Dậu thì như đã nói, Thân với Dậu cũng thuộc cùng hành Kim, cho nên là nạp âm của hành cùng hè. Như vậy là tháng tuy là tháng 7 là tháng tuổi ha, tháng 7 tháng 8 thì vẫn ok, có nhiều điều tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị, nhất là các chị ha. Rồi đến tháng tiếp theo, đó là tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch. Tháng này là một tháng thủy, như vậy là Thổ của các anh các chị sẽ khắc thủy, người ta gọi là bổn mạng tương khắc tháng, dễ có bệnh nạn, nhưng mà nhẹ nhàng, dễ vượt qua, có thể là bệnh này vài viên thuốc là hết, nạn nhẹ nhẹ, tùy vào gọi là người ta gọi là ăn ở. Bây giờ mình tự nhiên người ta thì bệnh nhẹ, còn mình bệnh nặng quá phải coi nghiệp duyên mình gây ra bao nhiêu. Vốn dĩ của người mà mậu thân á, thì nhất là những người mậu thân nữ không mấy tính tưởng về cái thế giới tâm linh, mà gọi là tính tưởng về họ không có tin ai, không tin bản thân họ, luôn xét bét mọi điều. Tự nhiên chữ mậu thân là thông minh cực kỳ, nam mạng thì tuổi này thì đa phần là làm ăn rất lớn lao và làm ăn nhạy bén ha. Rồi như vậy là bản mệnh khắc tháng ha, có bệnh mạng thì cũng nhẹ nhàng. Thiên can mậu, chữ mậu của các anh các chị nó sẽ khắc chữ nhâm, gọi là thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm nhưng cũng sẽ vượt qua. Dù gì đi nữa thì chữ mậu nó khắc chữ nhâm chứ không phải chữ nhâm nó khắc chữ mậu, tức là các anh các chị có thiên can các anh các chị sẽ khắc cái tháng, dù rằng là nó sẽ có những trục trặc trúc trắc ở trong công việc không có vui vẻ, nhưng tóm lại thì nó không gây ảnh hưởng nhiều đến cái đại cuộc. Các anh các chị cũng có thể vận dụng cái sự thông minh lanh lẹ của cái người mậu thân mà giải quyết được, và cái uy của người mậu thân ha, để mà thu vén mọi chuyện nó đâu vào đó. Đó là một cái điều mà phải nói là người mậu thân rất là hay, rất là giỏi ha. Địa chi Tuất với Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau. Đặc biệt đó là Tuất ha, Thìn Tuất Sửu Mùi, bốn cái con này thì thuộc hành Thổ, cho nên Tuất thuộc hành Thổ, Thân thì như đã nói là thuộc hành Kim, cho nên có thể nói là được tương sinh về nạp âm ngũ hành của địa chi. Như vậy thì gia đạo sẽ có chuyện vui, có thể là thêm dâu rể, thêm cháu chắt, hoặc là những cái tin vui về cái sự học hành của con cái. Đây là một cái điều mà không phải dễ gì mà có. Những người mậu thân mà đã tuổi này rồi thì chủ yếu là niềm vui là con cái ha. Như vậy thì tháng 9 âm lịch, ngoài cái việc vui vẻ về gia đạo thì công việc coi chừng cẩn thận, và sức khỏe cũng là một vấn đề nhưng không quá lớn lao. Chủ yếu vẫn là có phần công việc có thể đem lại sự không vui vẻ cho các anh các chị. Các anh các chị nhớ cẩn thận. Rồi tiếp theo là tháng 10 âm lịch. Tháng này là tháng Quý Hợi, một tháng thủy. Tiếp tục mạng cũng vậy, Thổ khắc thủy, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn và bệnh nạn nhé. Chữ mậu của các anh các chị thì hợp với quý, người ta gọi là thiên can, đây là ngũ hợp, đây là chữ hợp chủ về cái chữ lễ. Công việc thì dễ sinh tài lộc, khi mà gặp thiên can ngũ hợp thì nó nhiều điều nó tốt đẹp lắm, ở trong công việc nó dễ sinh tài lộc cực kỳ ha. Địa chi Thân Hợi, thì dần Thân Tỵ Hợi, Thân Hợi, cái này là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại thì ở đây được hiểu là sự cản trở nhau ở trong công việc, trong cuộc sống ha. Gia đạo dễ sinh nhiều chuyện buồn phiền. Vậy thì như vậy là tháng 10 cũng không có quá ngon lành như mà mình tương tự. Tại vì sao? Tại vì là chữ Thân chữ Hợi này á, nó thuộc nhóm tương hại, mà tương hại thì trong gia đạo nó sẽ dễ rất là có diện xào xáo. Nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ này của tương hại, của cái cặp tương hại này là Thân Hợi, là Thân thì thuộc hành Kim, Hợi thì thuộc hành Thủy, cho nên bản thân của nó là Kim Thủy thì nó có sự tương sinh, cho nên nó cũng
phần nào chế hóa bớt được cái sự buồn phiền của gia đạo trong cái tháng 10 này. Đặc biệt nữa là cái chữ Mậu hợp quý thuộc ngũ hợp. Thuộc ngũ hợp thì nó sẽ đem từ cái công việc làm ăn mình ở ngoài, mình cảm thấy nó vui vẻ, mình thắng lợi thì về nhà nó cũng sẽ đem theo cái niềm vui theo. Hy vọng là nó sẽ chế hóa được cái việc của gia đạo thuộc nhóm tư hại. Thổ mà khắc thủy thì cũng giống như tháng 9 thôi, cho nên là bộ mạng cần cẩn trọng. Như vậy là tháng 9, tháng 10 thì có được hai cái, có ba cái thì thường là hai cái nó tương khắc ha, nhưng mà cái việc bổ mạng thì nó nhẹ nhàng rồi, thì nhưng mà rõ ràng là tháng 10 nó sẽ tốt đẹp hơn ha, một tí so với tháng 9. Tiếp theo là tháng 11, một tháng Giáp Tý, người ta gọi là Thân Tý Thìn Tam Hợp. Xét xem tháng này nó ra sao. Mệnh thì các chị mệnh thổ gặp kim, bản mệnh thổ sinh kim, thuộc dòng tương sinh thổ kim, người ta còn gọi là sinh xuất bản mệnh. Nhưng ở trong tháng thì người ta ít có sợ cái phần sinh xuất hơn, có thể là gọi là tương sinh. Khi mệnh được mà thuộc dòng tương sinh á, thì các tinh quân tốt ở trong mệnh nó cũng được hưởng lại, không đến nỗi nào là quá xấu đâu. Thiên can thì không tốt đẹp lắm. Tại sao? Chữ Giáp của Giáp Tý nó khắc chữ Mậu, gọi là tháng khắc thiên can, không tốt cho công việc và dễ gặp chống phá và bế tắc. Chứ không phải đơn giản ha. Đó là một cái. Như vậy thân, còn địa chi là Thân Tý Thìn là thuộc nhóm tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cả công việc. Như vậy thì tháng 11 được hai cái tương hợp thì một cái tương khắc, mà tương khắc là khắc về công việc, về nhiều điều, cho nên là nó cũng có những cái mà trục trặc không như mong muốn của các anh các chị. Đơn giản là như vậy. Cái thực sự ra nó nói là thổ kim mà cũng mẫu mệnh thì còn có thể nói là sinh xuất thổ sinh kim mà, thì cái bổn mệnh, cái sao mạng nó nói là được tương sinh, chứ thật sự ra là nó cũng không đầy đặn như là thí dụ giống như là các anh các chị là mệnh kim, thổ sinh kim thì nó sẽ đầy hơn, còn cái này là nó không bị cản trở thôi. Cho nên là các anh các chị thì đặc biệt em cẩn thận cái việc công việc ở trong cái tháng 11 này, đề phòng những người mượn tiền ha, là sẽ gây ra hao tổn về tiền bạc rất là dễ dàng, đặc biệt là những chị đứng sau la hầu dễ hao tốn tiền trong cái tháng Giáp Tý này lắm. Cho nên là cẩn thận, dù rằng tháng đó là Thân Tý Thìn Tam Hợp, có vui vẻ, có công việc, nhưng mà tiền tài nó cũng sẽ đi ra. Đừng có để mình hao tốn ở trong những cái chuyện nó không đáng có ha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 đó là tháng Chạp. Và tháng này là tháng Ất Sửu, một tháng Kim tiếp tục. Như vậy thì mệnh cũng giống như trên, cũng giống Giáp Tý ha, thổ kim vòng tương sinh bổn mệnh. Rồi Mậu thiên can Mậu ất ha, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Mậu thì thuộc thổ, ất thì thuộc mộc, Mậu kỷ thuộc thổ, Giáp ất thuộc mộc, cho nên là có thể nói là thiên can bị nạp âm ngũ hành của thiên can tương khắc ha, mộc thổ. Địa chi Sửu thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc nhau. Sửu thì như đã nói là thuộc thổ, thân thì thuộc kim, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh thổ kim. Gia đạo sẽ là một cái điều gì đó vui vẻ, tại vì tháng này gần Tết mà ha, các anh các chị được con cái xung vầy, cho nên là có thể nói là gia đạo tạo nhiều niềm vui nhưng không quá lớn lao. Như vậy tháng 12 là một cái tháng khá nhẹ nhàng đối với các anh các chị, đơn giản mà, tại vì thổ kim về bản mệnh, về mệnh thiên can thì không xung không hại, không gì hết. Người mẫu thân của các anh các chị vốn dĩ tính xa, cho nên là tháng Chạp thường là không có bung tiền, làm ăn cái gì cũng nữa ít có bung tiền, lắm trừ những người mà thật sự là chỉ làm vào những ngày mùng Tết. Cho nên là người này họ vốn dĩ họ thường bung vén vào đầu tháng 12 là họ không có làm gì nữa đâu, họ chờ cái Tết qua đi, họ chờ cái sự biến động lớn lao quá nhiều qua đi rồi họ sẽ làm. Họ người canh thân vốn dĩ là người quản giao ha, thông thạo nhiều điều, cho nên là rất là hay để mà làm cái việc này. Như vậy là những cái thông tin
cơ bản về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với người Mậu Thân đã được em tổng hợp. Đây là những cái thông tin em tổng hợp được từ những cái tử vi, từ sách, từ vở, chứ không phải cái gì của em cả. Cho nên là mọi người đừng có có đúng có sai gì đó là do sách chứ không phải là do mình, do em. Tại sao em nói vậy? Thì vì những người mà Mậu Thân vốn gì không có tin ai cả, đúng không? Thì sách vở ghi sao em đọc vậy cho các anh các chị nghe thôi. Vẫn ra là em tìm những cái mối liên hệ mà tổng kết cái thông tin lại để giúp mọi người. Nếu như mọi người xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người Mậu Thân cùng biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để có thể đón chờ những video tiếp theo về có thể là tuổi của con cái, anh chị em của mình. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.